Lời đầu tiên, nghệ sĩ Quang Tèo xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay nghệ sĩ Quang Tèo muốn chia sẻ với tất cả quý vị một sản phẩm và nó rất ý nghĩa, có lẽ rất nhiều người muốn tìm hiểu. Đó là sản phẩm Glycophat. Đây là một sản phẩm hỗ trợ về bệnh gan. Trước hết cũng chia sẻ với tất cả quý vị là cái sản phẩm này vì sao mà nghệ sĩ Quang Tèo muốn chia sẻ với quý vị, bởi vì sau khi sử dụng thì nghệ sĩ Quang Tèo thấy nó rất là tốt. Trước đây thì mọi người cũng biết là nghệ sĩ Quang Tèo một thời kỳ ở trong quân đội, mới học ra trường thì cái thời kỳ phải đi công tác rất là nhiều và cũng đã bị dính một cái bệnh gan, một căn bệnh phải nói nó cũng rất là nguy hiểm. Nếu như ai đó mà gõ mạng chắc cũng sẽ tìm hiểu được mà nghệ sĩ Quang Tèo là được báo quân đội đang là từ cõi chết trở về do bị cái bệnh gan rất là nặng. Cái thời kỳ đó cũng cách đây cũng quá lâu rồi, nó cũng được hơn 30 năm rồi. Và đến ngày hôm nay thì nghệ sĩ Quang Tèo đã phát hiện ra một sản phẩm của nó rất là tốt. Và khi Quang sử dụng và tìm hiểu rất kỹ và sử dụng Glycophat này, và Quang đã thấy là hiệu quả, cái men gan nó hạ rất là nhanh chóng và độ ổn định rất là nhanh. Và muốn chia sẻ với tất cả quý vị, bởi vì đây là một sản phẩm tốt thì mình phải chia sẻ với tất cả mọi người. Nhưng mọi người cũng biết nghệ sĩ Quang Tèo cũng chuyên đóng những vai nông dân chất phát mộc mạc. Chính vì thế cho nên là thường là cũng hay đi tìm hiểu ở những vùng sâu, vùng xa, những cái nơi mà xa xôi có những cái món gì hay thì Quang hay chia sẻ. Đặc biệt là chia sẻ chứ không phải mang tính chất quảng cáo, nhưng đây là chia sẻ bởi vì thấy sản phẩm rất là tốt. Đặc biệt là sản phẩm khi Quang tìm hiểu kỹ thì được biết là sản phẩm được sản xuất qua công nghệ siêu vi nano Nhật Bản. Vì sao người ta dùng từ siêu vi là rất là nhỏ, nano Nhật Bản là rất chính xác. Chính vì thế cho nên là đây là một sản phẩm và nó là mọi người rất đáng tin dùng. Ai đó mà bị bệnh gan thì thường là cái da rẻ mình nó bị vàng đi, mắt cũng có thể vàng đi, rồi đi tiểu nó nước tiểu cũng bị vàng, và tất cả đặc biệt là ăn nó không ngon miệng, sợ mỡ, ví dụ như thế. Đấy là những cái biểu hiện của bệnh gan, và ngủ không ngon giấc, thường là đêm hay bị trằn trọc và nói chung là rất khó ngủ. Ở trong giới nghệ sĩ, đặc biệt là trong nghề làm nghệ thuật ấy, thì gần như đa số mọi người đều hay bị mắc cái bệnh viêm gan, bởi vì là mình luôn luôn ăn uống nó không được điều độ, và đặc biệt hơn nữa là người nghệ sĩ đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, có thể mời chén rượu hay cốc bia. Đấy là những cái làm ảnh hưởng rất lớn đến gan. Ví dụ như là nghệ sĩ Quang Tèo, như mọi người cũng biết là một nghệ sĩ của nhà hát kịch quân đội, thì đặc biệt là khác các nghệ sĩ khác là cái lượng khán giả của mình rất là rộng và rất là lớn, mà lại thiệt thòi hơn tất cả các nghệ sĩ khác là mình luôn luôn phải đi những vùng sâu vùng xa, từ biên giới cho đến hải đảo là hay phải đi, và đi những cái vùng đấy thì thường mọi người cũng biết là đường xá nó không được đẹp như ở trung tâm, thường phải đi những cái đường rất là nhiều ổ gà và gần như là cả ổ voi nữa, tức là đi vào những cái vùng sát biên giới là rất vất vả. Leo lên đèo, rồi tức là những cái đèo cua, rồi những cái khớp gấp khúc, cái làm khi mà xe nó sóc lên thì mọi người cũng biết là cái người cũng thế thôi, tức là như một cái chai nước mình cứ sóc lên thì nước nó cũng sủi hết bọt lên, thì người trong người cơ thể mình thế, khi đi lên thì tất cả ruột gan nó cũng sóc lên, và đặc biệt là rất ảnh hưởng đến gan. Mình vừa mới ăn uống xong, vừa uống rượu xong lại lên xe để chuyển cái điểm diễn mới, thì trên quá trình vận chuyển như thế, cơm ăn vẫn chưa được ổn định, chưa tiêu hóa được thì mình đã phải đi rồi, thì lên xe thì nó lại sóc như thế thì ảnh hưởng rất là lớn đến gan. Và trước đây Quang cũng đã bị mắc bệnh gan đấy, nhưng mà lại cũng bị thành mấy lần, tức là bởi vì mình chưa điều trị rất hẳn được cái thì mình lại phải đi công tác. Và cái nó có cái khác ở các nghệ sĩ khác là cái phục vụ khán giả của nhà hát kịch quân đội thì nó quá rộng lớn, và là đặc biệt nó là đi rất là nhiều. Khi mà diễn ở một cái đơn vị bộ đội nào đó thì mình có một cái đặc trưng riêng của nhà hát kịch quân đội là không có hậu đài, không có người giúp, mà anh em nghệ sĩ tự làm sân khấu hết, tức là bưng bê cũng toàn nghệ sĩ tự làm xong mình diễn xong lại phải dọn đồ xong rồi ăn uống với đơn vị xong cái thì là mấy bữa đầu mới ngủ thì cũng đã rất muộn, sáng sau lại phải dậy sớm để lại vận chuyển đến một cái địa điểm mới để xong rồi lại
cho đồ ở trên xe xuống, rồi đầu lại làm sân khấu để chuẩn bị xong rồi ăn cơm, ăn xong lại ra diễn. Tức là nó cứ một cái vòng tuần hoàn liên tục như thế, làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và đặc biệt là gan. Thế thì qua đây hôm nay thực sự mình cũng nói vui một chút, tâm sự một chút về công việc của nghệ sĩ Ông Tèo. Nhưng mà chủ yếu là hôm nay muốn chia sẻ với tất cả quý vị là một cái sản phẩm rất hay, Glycophat này. Sau khi Quang phát hiện và tìm hiểu rất kỹ rồi, bởi vì là 100% là được sản xuất bằng thảo dược thiên nhiên. Và cái thành phần lớn nhất của nó là cái cà gai leo ấy. Tức cái cà gai leo nó như mọi người nếu mà đọc sách ra thì thấy là uống vào nó rất mát gan. Tức là đây là một cái thành phần như gần như là chủ đạo, cà gai leo rất là tốt. Và trước đây khi mà Quang nằm ở viện 34 thì những bác sĩ cũng đã nói và cũng phân tích là nên uống những cái thành phần như là ví dụ nhân trần này, hay là cà gai leo này, đấy là những cái thành phần mà uống để cho nó mát gan và giảm tất cả cái men gan. Bởi vì khi mà mọi người biết là kể cả chưa bị bệnh gan, nếu như mà người mình mệt mỏi thế thôi thì mình ăn uống nó cũng không được ngon miệng đấy, hoặc là mình ngủ cũng không được ngon giấc, thì như thế là khi mệt là có nghĩa là nó ảnh hưởng nội tạng mình đang có vấn đề, thì chính vì thế thì kể cả mình lúc nào men gan gọi là cũng không phải là cao lắm, mình vẫn cứ uống, bởi vì mình uống vào để cho nó ổn định cái men gan. Glycophat này khi mà mình uống vào thì mình cảm thấy là nếu như ai đó mà không may cứ có bị hiện tượng mà bị viêm gan chẳng hạn, thì khi mình sử dụng vào thì mình thấy là ăn uống nó cũng ngon miệng hơn. Buổi sáng mình dậy mình cảm thấy nó không mệt mỏi và nó không kiểu uể oải như mọi khi. Trước đây thì là cứ mỗi lần dậy là gần như là còn phải nằm chán, thế xong rồi mới đầu mới ngồi dậy, ngồi để trên giường để cũng không muốn bước chân xuống, bởi vì khi người mình mệt mỏi. Thế là bây giờ khi mà mình uống một thời kỳ, mình uống cái Glycophat này vào thì mình cảm thấy là khi mà tỉnh dậy, khi ngủ dậy, giấc ngủ rất là sâu, nó không uể oải như ngày xưa nữa, và ngồi dậy một chút cái là mình có thể là để cho nó ổn định một tí, xong mình đứng dậy đi lại rất là thoải mái. Và tức là tất cả mọi cái cảm giác từ sức khỏe, từ thần kinh cũng như tất cả mọi cái cơ thể của mình cảm nó hoạt bát ngay, và nó không có một cái gì nó vướng mắc nữa. Thì hôm nay thực sự cũng là muốn chia sẻ với tất cả các quý vị là đây là một sản phẩm rất là tốt, chính vì thế cho nên mọi người hãy nên quan tâm đến Glycophat này. Có nghĩ là sẽ rất nhiều người muốn tìm hiểu mà không biết ấy. Tức là nếu như mà cái sản phẩm của bạn mà tốt mà bạn không có quảng cáo, không nói cho người nọ, không nói cho người kia, mà không truyền miệng thì mọi người không biết đến để mà dùng cái sản phẩm tốt. Kể cả những người không bị bệnh gan cũng nên uống để cho nó ổn định về men gan. Có lẽ bởi vì là những cái nguyên nhân mà bị bệnh gan ấy thì tất cả cũng là như Quang cũng đã nói rồi, thì là đặc biệt là những người Việt Nam mình đi làm vất vả, rồi sáng dậy sớm, rồi là đêm tối thì có thể là lại có khách có khứa thì ăn uống, tức là nói chung là sinh hoạt nó không được điều độ, và thứ hai đường xá thì bụi bặm đi lại nó cũng khó khăn. Chính vì thế gần như là rất nhiều người gần như là đa số là bị nguy cơ nó ảnh hưởng đến gan thận. Thì Quang nghĩ là kể cả nó mình chưa bị thì cũng nên uống để cho nó ổn định, thỉnh thoảng mình làm một đợt mình uống vào để cho nó ổn định cái men gan, để cho sức khỏe của mọi người, mà đã có sức khỏe thì mới có tất cả, còn không có sức khỏe thì lúc đó thì kể cả Quang nghĩ là sống ở bất cứ môi trường nào đó có sang trọng đến bao nhiêu, sơn hào hải vị ở trước mặt, thì không có sức khỏe thì tất cả đều vô nghĩa hết. Một lần nữa thì rất cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và đã nghe những lời chia sẻ của nghệ sĩ Ông Tèo, và rất mong muốn là tất cả mọi người chúng ta đều khỏe và hãy quan tâm đến Glycophat. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.